theo cá nhân mình thì thấy cái triệu chứng giữa viêm họng và ung thư vùng họng nó khá giống nhau, và không biết làm cách nào để mình phân biệt được là viêm họng và ung thư vùng họng hoặc là viêm họng đều nó có những cái triệu chứng giống nhau như bị khó nuốt này, bị đau họng này, sưng ở các cổ, nên là nó rất là dễ khiến cho người bệnh khó có phát hiện ra được từ sớm. Tuy nhiên, ở hai cái loại bệnh này nó sẽ được phân biệt qua các cái triệu chứng như là gì ạ? Mình bị ung thư vùng họng ác tính, nếu như mà không được phát hiện và chữa trị kịp thời ở cái giai đoạn sớm thì bệnh di căn đến những cái cơ quan khác trong cơ thể chúng ta và nó gây ra tổn thương nghiêm trọng và thậm chí là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính mạng của người bệnh. Và một số những cái triệu chứng của cái ung thư vùng họng thường gặp các cái triệu chứng ở mũi, nghẹt mũi nè, chảy máu mũi, nó ở cái dạng mũi, và các cái triệu chứng ở tai, chẳng hạn như là mình bị ù tai nè, mình nghe kém nè, mình đau tai nè, mình viêm tai giữa nè, bị nổi hạch ở cổ, mình đau họng, sụt cân, chán ăn, ho khan kéo dài. Viêm họng thông thường nó là một trong những cái bệnh lý phổ biến và bệnh nó xảy ra do bị nhiễm khuẩn, trào ngược dạ dày hoặc là những cái yếu tố khác từ cái môi trường như là không khí. Và khi mà mới bị viêm họng thì người bệnh sẽ cảm thấy là mình sẽ ngứa, mình rát ngay cái vùng cổ họng và mình đau khi khó nuốt và khó khăn khi mà mình nói chuyện. Thì ngoài ra nó còn có một số những cái triệu chứng khác như là mình sốt cao khoảng 38 đến 40 độ C, mình mệt mỏi nè, ớn lạnh, nhức đầu nè và kém ăn, hoặc là đau mỏi toàn thân, nổi hạch ở cái góc hàm, hoặc là đau họng kéo dài, nó kèm theo những cái biểu hiện như là ngứa cổ nè, khô cổ nè, nóng rát nè, và nuốt nó vướng, mình ho từng cơn, ho có đờm hoặc là ho khan, và nó kèm theo là chảy nước mũi nè, ngạt mũi nè, khàn tiếng và mất tiếng, và giọng nói nó cũng sẽ thay đổi.